giới thiệu với các bạn, đây là cái bộ trục Visai mili mili để cho các bạn độ chế xe. Cái nhông này thì có thể gắn vào đây và hàn vào đấy. Đây là hai đầu gối bi này, đây là gối bi trong này, đấy cái gối bi trong này, các bạn chỉ cần hàn một cái ống đứng lên đây, bắt đầu đỡ hai cái đầu vòng bi này là xong thôi. Biết rồi.